tắt cái máy nào coi livestream được không? Được không? Nhắn tin được không? Được rồi. Chị nó khi nào làm thôi đúng không? Khi nào làm nó mới bị đúng không? Hello, hello mấy chị. À, hôm nay cho em về cho mấy chị mẫu này 5-6 lần 4 dạy hạ 5-6 lần. Hôm nay về cho mấy chị cũng là bộ nhà nha mấy chị nha. Hôm nay em về cho mấy chị vẫn là bộ nhà. Hôm nay về bộ nhà nhiều lắm mấy chị ơi. Nè, có cái chị Đăng Nguyên gì đó chiều nay vô. Đăng Nguyên mới chứ không phải Đăng Nguyên cũ vô dành hàng nè. Trong khi đó chiều nay đúng không có hàng này bán luôn mấy chị, 90.000 nè. Đúng chiều nay không có hàng bán luôn, 90.000 nè mấy chị. 90.000. Còn đúng hai con mà hai con hàng dành lộn mới ghê chứ. Ác đạn thiệt á. Một con áo trắng chữ lớp 90.000 ha. Và một con áo trắng chữ cũng màu cam nhưng mà chữ khác. Còn hai con này mỗi con 90.000, size 65 đến 95 kg. Chị nào chốt hai con áo này chốt gấp giùm em ha. Chị nào chốt hai con áo này chốt gấp giùm em đi mấy chị. Chốt gấp giùm em, giùm em, giùm em, chốt gấp. Chốt gấp giùm em với. Đang leo ngoài đường. Hello mấy chị. Bấm cho em xin cái nút chia sẻ nha. À, bây giờ từ từ bán đi. Bây giờ tặng cho những chị mà hay. Áo trắng lấy 1 cặp hay một cái chị. Nguyễn Thương là lấy cái bình pin như này thôi. Nguyễn Thương bình pin bỏ vô chung hai chị cho đỡ tiền xíu. 90.000 của Nguyễn Thương nè. 90.000 của Nguyễn Thương. Còn một con nha mấy chị nha. Còn một con. Mà hết sạch luôn rồi. Áo này nói khoa nó báo là hết rồi. Hai cái chị cho, hai cái của chị Nguyễn Thương luôn nè. Mấy con này mặc sướng đúng không chị? Mấy con này mặc sướng quá trời. Mấy con này mặc mê xít thò lò luôn á. Đây em còn đi đó. Legging thì ngày hôm qua em có bán cho mấy chị là hai cái đúng không? Em có bán cho mấy chị là hai cái là 50.000 đúng không? Còn ngày hôm nay em không bán. Em không bán, nhưng mà em sẽ tặng cho mấy chị. Nhưng mà chị nào có chia sẻ em mới tặng, còn chị nào không có chia sẻ em không tặng ha. Khỏi còn lấy bịch bây giờ. Tặng khỏi lấy bịch. Em không, em sẽ tặng cho những chị có chia sẻ livestream và có bill ở đây. Còn chị nào không có chia sẻ livestream và không có bill thì em sẽ không tặng nha. Lưu ý giúp em, chị nào có chia sẻ livestream và đã có bill ở đây hoặc là có bill tí nữa. Ok không mấy chị ha? Legging này là hàng xuất nha. Ha. Legging này là hàng xuất. Legging này là hàng xuất ha. Hình nu nè. Rồi chốt lên giùm em nha. Đã chia sẻ tặng quần legging nha mấy chị nha. Đã chia sẻ tặng quần legging. Đã chia sẻ tặng quần legging. Có không có ghi chút xíu nữa. Ghi chữ dồn lên anh rồi dồn. Đã chia sẻ tặng quần legging. Đã chia sẻ tặng quần legging ha. Đã chia sẻ tặng quần legging có bill comment giúp em ha. Đã chia sẻ tặng quần legging hàng xuất này mấy chị. Đã chia sẻ tặng quần legging. Đã chia sẻ mấy chị cứ comment đúng câu lên giúp em ha. Đã chia sẻ Châu Võ còn bill không vậy? Châu Võ còn bill không anh? Còn thứ hai mới đi. Thứ hai mới đi rồi đã chia sẻ. Rồi bỏ vô đi Châu Võ nè. Không lấy cái bịch kia. Còn lâu lấy bịch bỏ vô đi. Đã chia sẻ tặng quần legging. Ai có bill ở đây thì ok nha. Kẹo bông gòn có không nè. Đã chia sẻ tặng quần kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn một quần này ghi đi bây. Ghi chữ ghi kẹo bông gòn thôi. Rồi ghi Ren Nguyễn nè. Ren Nguyễn nè. Chị Ren Nguyễn tặng quần nè. Ren Nguyễn tặng quần nè. Nguyễn Thương. Nguyễn Thương không có dấu tặng quần nè. Nguyễn Thương không có dấu tặng quần nè. Trịnh Châu Tâm có chưa? Trịnh Châu Tâm tặng quần nè. Trịnh Châu Tâm tặng quần nè. Hello hello. Hạnh Phúc Huỳnh Hồng Phúc Huỳnh Thị. Đã chia sẻ tặng quần nè.
chị nào có bill ở nhà em thì tặng ha, chị nào không có bill là không tặng nha, chị nào có bill là mới tặng nha. Đã chia sẻ bill hơn nè. À, chị Kim Tho Trần sáng nay đi bill rồi phải không? Chưa đi bill hả? Chưa đi bill cho Kim Tho Trần quần luôn. Kim Tho Trần có bill nè. Ai nữa? Ngọc Thúy chưa có bill nè, chừng nào có bill tặng sau ha. Ốc Dũng. Ốc Dũng một quần nè. Đó, Ốc Dũng một quần nè. Hai ta còn bill không? Hai ta một quần nè. Rồi, hết rồi phải không? Rồi còn đây lại ai mua tí xíu tặng quần sau nha. Ai mua tí xíu tặng quần sau nha. Mỗi một cái. Hello. Hôm nay lên, trời ơi cái gì mà view gì mà nó chén dữ. Hôm nay em về mẫu đồ bộ này mấy chị, hình như là tới gần 300 bộ. Trời ơi, tầm này bán cái gì mà về hàng muốn xỉu luôn á trời. Tầm cái này bán cái gì á. Rồi, chuẩn bị Tết cho đỏ với vàng nha. Chuẩn bị Tết cho hoa vàng, hoa đỏ. Chuẩn bị Tết cho hoa đỏ, hoa vàng. Chuẩn bị Tết cho hoa vàng, hoa đỏ. Chuẩn bị Tết cho hoa đỏ, hoa vàng. Ok không mấy chị? Chuẩn bị Tết cho hoa vàng, hoa đỏ. Chuẩn bị Tết cho hoa đỏ, hoa vàng. Chờ em một chút xíu, em mở cái này ra. Alo. Cho em xin nút chia sẻ nha mấy chị nha. Cho em xin một nút chia sẻ nha mấy chị nha, mấy chị nha. Cho em xin nút chia sẻ với. Trời ơi, về 160.000 ha. Nè, 160.000 nha. Nè, nói cho biết. 160.000 một bộ mà đừng có xỉu nha. Nói một câu nhỏ nhỏ, đừng có xỉu thôi. Nói một câu nhỏ nhỏ, Tết là cho hoa đỏ, hoa vàng đúng không? Ừ, Tết là cho hoa đỏ, hoa vàng. Tết là cho hoa vàng, hoa đỏ. 160.000 quý vị ơi. Quý vị mà thấy hàng là quý vị mê lắm. 160.000 nè mấy chị ha. 160.000 nè nha mấy chị, coi bo nè ha. À, quần đùi là 150 nha, quần đùi 150. Rồi 150.000 bộ hoa đỏ mấy chị ơi, 150.000 bộ hoa đỏ. 150.000 bộ hoa đỏ mấy chị. 150.000 bộ hoa đỏ. 150.000 bộ hoa đỏ. 150.000 hoa đỏ 4 size. Hoa đỏ 4 size 150.000. Có tổng cộng 4 size nha mấy chị. Dưới 70kg ở sau là lưng thun ha. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Dưới 100kg, chị nào chốt bộ đỏ chốt giúp giùm em. Một trăm năm chục ngàn bộ đỏ. Ai có ai comment không hay là bị ẩn vậy mấy chị ơi? 150.000 bộ đỏ có tổng cộng 4 size nha. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Chị nào chốt bộ này chốt lên giúp giùm em. Chốt lên giúp giùm em bộ đỏ ha. Bộ đỏ kèm số ký. Đỏ kèm số ký, mấy chị mặc bẹt vai cũng dễ thương. Mấy chị mặc đưa lên cũng dễ thương. Mà ở dưới đây nó có lưng chung hết nha mấy chị nha. Ở dưới đây nó có lưng chung hết. Mấy chị đừng có sợ chọt mẫu này ha. Đừng sợ chọt, đây là mẫu đỏ nè. Chị nào chốt mẫu đỏ chốt lên giúp giùm em mẫu đỏ. Rồi tiếp tục lên mẫu khác ha mấy chị ha. Rồi tiếp tục lên mẫu khác. Mẫu đây là mẫu, chờ em chút xíu em coi cái giá nha. Chị chờ em tí xíu. Rồi lên tiếp bộ đỏ. Sát bên bộ đỏ là bộ giống hình như bộ đỏ, nhưng mà nó là vải này nè mấy chị. Mấy chị coi vải đây giúp em nè. À, vải hoa văn nè mấy chị ha. Vải này là vải hoa văn. Chị nào chốt vải hoa văn thì chốt giúp giùm em vải hoa văn ha. Chị nào chốt giúp giùm em vải hoa văn thì chốt giúp giùm em vải hoa văn kèm quần ha.
cũng là quần cũng là quần đen luôn nha mấy chị nha. Rồi nó có hai màu, một màu hoa đỏ, một màu vải hoa văn, một màu hoa hồng. Một màu hoa này là hoa hồng mấy chị, cái này là hoa hồng nha. Bệnh nữa sao bên đó, thử bà bảy có bị covid không. Đây là hoa hồng nha mấy chị nha, đây là hoa hồng cũng 4 size, dưới 70 kg, dưới 80 kg, dưới 90 kg và dưới 100 kg ha. Đây nó có hai đường, nó có hai đường dập vải nha mấy chị nha, nó có hai đường dập vải nha mấy chị nha. 150.000 một bộ, chị nào chốt bộ này 150.000 bộ chốt lên giùm em. Tiếp tục mấy chị ơi, hoa vàng, à cái gì hoa, hoa gì đủ màu đủ sắc này mấy chị, em không biết nó là hoa gì luôn. À nó là bộ 7 màu á, bộ ngày hôm qua có bộ bộ hoa này mấy chị. Đây. Bộ này chốt giùm em là 7 màu nha mấy chị nha. Chị gì đang nhắn tin vô chị Ngọc Hường gì đó. Ủa mấy chị ơi, chấm chấm không nút lên giùm em một cái. Cái này là bộ 7 màu nè mấy chị ha. Đưa lên mấy chị không thấy đẹp chứ tối nay em mặc thử lên thì rất là dễ thương nha. Mà chỉ có 150.000 một bộ thôi mấy chị. Mà chỉ có 150.000 một bộ thôi nha mấy chị nha, 150.000 một bộ. Chị nào chốt bộ này thì chốt lên giúp giùm em nha. Hỏi người ta lấy gì đó. Đâu rồi mấy chị? Trời ơi mấy chị ơi mấy chị. Mấy chị đâu hết rồi mấy chị? Ngọc Hương nói tới lụ với bi. Cái gì vậy? Xem rồi mà, Ngọc Hương. Xem gì? Xem gì vậy? Ngọc Hương nói để cái quần. Để cho em cái quần màu xanh nhạt với cái bộ đồ size L. Trời ơi, nói gì sao biết? Nói cái gì quần size 1 là cái quần rin nhạt là bộ màu đỏ size L. Bộ đỏ, hoa đỏ mới like hả? Hỏi chị là hoa đỏ mới like hả? Rồi cái quần mẫu nào gửi qua chứ hỏi vậy rồi mày kêu tao đi chốt chốt cái gì. Bộ đỏ size L nè. Bộ đỏ. Trời ơi mấy chị không nói nha, vậy em không biết like làm sao luôn. Mấy chị không nói năng gì em không biết like làm sao luôn á. Đây mấy chị. Đây là hoa xanh. Đây là hoa xanh nha. Hoa xanh xinh hả mấy chị ha, mấy cái hoa này xinh quá trời. Mà em nói mấy chị mặc lên cái chất này nó tướng lắm. 150.000 bộ nha quý vị nha, 150.000 bộ quẹo lựa, 150.000 bộ quẹo lựa. Ai quẹo thì quẹo, ai lựa thì lựa, ai quẹo lựa thì quẹo lựa giúp giùm em nha mấy chị nha. Quẹo lựa, quẹo lựa, 150.000 quẹo lựa, 150.000 quẹo lựa nha mấy chị nha. Chị là mấy chị hay là XL. Em đang đòi đi nhảy lầu với cái con sưởng em á mấy chị. Nghĩ sao nó may một nùi đồ về ra mà nó cho em hai bộ 100 kg. Rồi sao em bán không biết nữa. Ai đẩy cái cây livestream qua đây vậy? Đâu ai đẩy đâu. Đẩy qua lại một chút rồi anh. Dạ. Thôi được rồi. Mày nghĩ sao may nùi đồ về mày đưa tao đúng hai bộ, hai bộ size 3X. Mà mày nghĩ sao mày, mày may hàng vậy hết trơn. Em có máu chó, may hàng mà không ưng ý em nó bị khùng vậy á. Nhiễm nhắn tin gì anh.
Bia của ai đây? Loan Hồ. Anh nhắn tin cho chị Loan Hồ, anh hỏi hàng hóa làm sao đi anh. Giải quyết giùm bên bill của Loan Hồ giùm cái nha. Cô tiếp hàng mới đi Bi. Cô tiếp hàng mới đi. Xin lỗi cái áo khoác rin. Rồi lên mẫu mới nha. Sao gì đây? Mẫu mới. Đây là để em luôn. Rồi đổ cục đó ra. Rồi lên mẫu mới cho mấy chị 160 nè mấy chị ơi. Mẫu mới 160. Có cái tính kỳ lắm, lên vải mà không đẹp cho mọi người hay là may mà hàng không đều là em không chịu. Đây nha mấy chị nha, mẫu mới nha. Mẫu mới 160.000. Mẫu bò sữa. Hình như nói nếu đó không lầm thì quần dài nha mấy chị. Ừ đúng, quần dài có túi luôn. Quần dài với lại có túi nha mấy chị nha. Quần dài có túi. Ừ mẫu gì bán 160 cũng được đi nha. Phải có túi chứ quần kia không có túi em không ơn rồi. Đây mấy chị. Rồi mẫu này 160 nha mấy chị nha. Bò sữa 160. Bò sữa 160 đủ size nha. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Bò sữa 160. Ai chốt sữa chốt lên giúp giùm em sữa. Đồng hồ chim đầy mấy lần rồi. Lần nào cũng vậy hết hả? Giờ hỏi chị Loan Hồ là chị Loan Hồ ơi, chốt chừng nào nhận hàng? Chứ đừng có dắt mấy anh ship đi, mùa này nóng đít lắm. Mùa này họ khổ quá trời luôn. Bò sữa 100kg, kiếm cục 100kg em. Bò sữa 100kg nè. Cục 100kg nhỏ chứ không lớn đâu đây. Lấy hết ra đi. À, vải không co giãn ơi, mây trừ hao hết rồi, hỏi chị Thảo Cần đi. Chị chủ yếu là giờ có hàng để lấy bán không nè. Đưa cục ở đây luôn. Rồi đâu sai 100kg đâu mà nó kêu đâu sai 100kg đâu. Tao không biết là sai 100kg nằm ở đâu luôn. Có đúng bộ vàng mây nè. Đợi em chút nha, vải không co giãn mấy chị. Đợi em chút đi. Lỡ bán ít rồi cho bán ít luôn. Mặt thích lắm chị, giải không co giãn mây trường hao nè. Em xin phép lên trước bộ vàng nha chị Thảo. Từ từ để em hỏi cái size bait nó nằm ở đâu nha chị. Em xin phép lên trước bộ vàng ha. Đây bộ vàng đi mấy chị ơi. Bộ vàng lá bài nha. Bộ vàng này là lá bài nè ha. Bộ vàng. Bộ vàng có size bait chị Thảo ơi. Còn kia từ từ đợi em đang gọi điện. Nó sợ giờ này gọi điện máu chó em nó nhiều hơn máu người á. Nè chị nào chốt bộ vàng, chốt lên giúp giùm em bộ vàng kèm số ký nha. 160.000. Cái vải lụa này nó có nhiều loại vải lắm mấy chị. Cái vải lụa này nó có vải lụa mềm và lại vải lụa cứng nữa. Cái nào cứng là mấy chị mặc vô nó thô người lắm. Nó vô nó cứng nhắc luôn. Vô nó cứng nhắc luôn à. Chị nào chốt chị đâu đó rồi. Chị Ngọc hỏi cái áo hot ring màu xanh nhạt. Áo hot ring 320 hỏi loại có ngọc trai. Lấy bộ vàng nha chị Thảo. Chị Thảo lấy bộ vàng giúp em nha. Bộ bò sữa kia em chưa kiếm ra bộ vàng của chị Thảo 160 Thảo Trần nè. Chốt đi chứ không xảy ra cái gì mất. Có bị mất cái gì á mấy chị. Rồi lên tiếp cho mấy chị ha. Bộ nâu. Bộ vàng xong rồi tới bộ eo vì đen. Rồi khi mình chốt cho nó ngoài này bộ nhắn tin không được, không dám mà. Cái bộ quần dài sao chỉ có hai bộ màu vàng 100kg đâu, còn một nùi bộ 100kg đâu. Ủa gắn lộn size giờ bán hay là không hay là sao đây? Ai nóng mén á. Bộ này là bộ eo vì nâu nè, eo vì đen nè mấy chị. Bộ này bộ eo vì đen. Chị nào chốt eo vì đen chốt giúp giùm em eo vì đen ha. Nó kêu nó gắn lộn sai, chắc nó gắn vô hai ít hết rồi. Bộ này là eo vì đen nè mấy chị, kèm quần dài. Eo vì đen kèm quần dài á.
Đủ má, đừng có để tối nay tao đi tự tử, mai mày nhận xác tao nha cha. Đây là bộ eo vì đen này mấy chị. Đúng rồi, cha áo đó. Cha áo khóc lên xanh giọt đọc chai gì mấy chị nói. Rồi, nhà dưới 320. Dễ vậy. Tao biết không? Nó gắn tao lộn mà chị Thảo. Ngừng mẫu đây nha. Ngừng mẫu đây bị gắn lộn sai hết rồi mấy chị. Ngừng mẫu đây nha. Có một bộ của chị Thảo nấy, nãy lấy một bộ từ từ bé mấy chị này, xanh đậm hay xanh nhạt xuống tự coi đi bây. À, mấy chị ơi, anh Tư ơi, gom lại giùm em cái hàng này đi anh Tư, gom lại đi. Rồi chị nào có chia sẻ tặng mẹ hết lấy kim đây nè, gom vô hai bao đi cho nó tự xử lý nha. Đó, xà nậu mì nè. Đấy, đúng con bộ trăm ký của chị Thảo luôn á, nó kêu gắn lộn tay rồi. Chị kem rầu hết sức luôn à. Chị biết sao không? À, vải không coi giãn, chị biết sao không? Hàng mà ra không ưng ý em á, cái tính em nó kỳ đó. Không ưng ý từ từ rồi làm lại em chịu. Anh đưa cái hàng này ra trước phân luôn nha. À, mình có loại nào mà có lụa mà tay cọc không chị? Lụa tay cọc có chị đây nè. Qua mới chụp hình về. Ủa lụa tay cọc hồi nãy em cũng lên cái bộ lụa tay cọc quần đùi á, chị Miêu mới vô phải không? Hay chị Miêu vô nãy giờ rồi. Rồi mẫu này trên lầu còn nè mấy chị, mẫu này trên lầu về nè. Mẫu này 140, mẫu đùi này 140. Mẫu đùi này 140 nha mấy chị nha, đùi này 140. Đùi này 140 em mới đưa cái mau gần rồi đây nè. Đùi này 140 nè chị Miêu, Miêu Miêu. Ha, sắp sinh nhật tôi rồi mà bà ơi có cái gì tặng tôi, có ông 7 thì tặng đem nhà nuôi đi. Bộ này 140 nha quý vị nha. Bộ này 140. 140 bộ này. Chốt giùm em là mã này mã 7 màu đi ha. Chốt giùm em mã này mã 7 màu. Mã này là mã hồng nè mấy chị. Mã này cũng 140 mã hồng. Mã này cũng 140 mã hồng nha. Đây, mã hồng. Mã dễ thương lắm mấy chị. Thôi bị cưng luôn. Mã này mã hồng mà còn ít thôi chứ không nhiều. Hồi trưa có để cho Linh Hoài một cái quần tây đẹp, một cái quần ring đẹp đó. Mã đầu tiên là mã 7 màu. Mã thứ hai là mã hồng. Hồng hồng hồng. Hốt bộ lên cho trăm tư luôn. Mã thứ hai là bộ mã hồng. À, mã thứ hai là mã hồng. Mã thứ ba là mã trái tim. Mã thứ ba là mã trái tim, có đủ size nha mấy chị nha, có đủ size. Mã thứ ba là mã trái tim ha. Mã thứ ba là mã trái tim 140.000 bộ. Trời ơi lạnh lắm, trời lạnh lắm, các chị mặc dài rồi bộ đi, trời này mà lạnh gì mi. Uống thuốc nha, tôi lấy thuốc uống nha. Bộ này là bộ hoa. Chị ơi có đầm nào 100 kg đi đám cưới không? Bác nghét luôn chị. Bác nghét luôn chị Thảo Tiên Đô. Đầm nhà em là bác nghét luôn chị. Ưng thì mai em like buổi trưa đầm cho mấy chị. Bộ này là bộ hoa nha, 140 bộ hoa mà em thích bộ này nè mấy chị. Đã xuyết qua tôi liền. Nhắn riêng đi. Nhắn riêng cho Đỗ Hồng Phước đi, Đỗ Thị Bảy Đỉ. Nhắn riêng đi. Inbox nhẹ một cái đi. Ha. À, tặng liền, ngày 3 đêm 7 đó. Ngày 7 đêm 3, ngày 3 đêm 7. Trời bộ hoa đẹp nè mấy chị, 140 bộ hoa. Bộ trái tim 100 kg dùng đơn. Lên lầu lấy hàng này xuống đi. Biết hàng này không? Con bị nó cũng đuối rồi đó. Con bự không? À, bự thì kêu anh Tư. À, bộ từ từ kiếm nha, từ từ coi thử nha. Nguyên Dương, quần sọc dài áo màu bán chưa? À, anh Tư, là quần sọc màu mà áo rồi là nó nói gì Quỳnh Tư? Quần sọc màu quần sọc dài áo màu bán chứ em? Dạ có rồi. Ủa để cho chị Nguyên Dương rồi. Ủa em để chị Nguyên Dương cho ta. Lấy cho em bộ trái tim sen lớn nhất cho trời xuống con coi coi coi. Nguyên Dương mới có cái này. Nguyên Dương mới có cái gì 120 à hả? À là để em đem bao đó xuống, bao đó còn size L để còn mấy bộ em đem xuống che rẻ cho. Nha. Đúng rồi, đúng rồi. Còn cái bao mà còn mấy bộ L nữa bây. Cái bao sáng chị sọn nó áo dài á. Em coi thử còn size nè con nè. Bộ này size 3X nè. Rồi bộ trái tim size 3X cho ai? Cho Kim Tho Trần 140 nè. 3X Kim Tho Trần Tâm Trư. Ừ. Ê gái ơi. Nè còn đúng bộ hồng với bộ này 7 màu. Bộ này bộ hồng, bộ này bộ 7 màu 3X thôi. Ai lấy 3X 100 kg thì lấy đi cho hết rồi. Nha. Hết sạch hết sẻ luôn. Ha, hết không còn gì để nói nha mấy chị nha.
hết trơn hết rồi, hết rồi hết trơn. Ai lấy giùm em nè ơi, lấy đi nè ơi, chứ không còn gì để mất nha nè ơi. Nè ơi không còn gì để mất nè ơi. Nè ơi, mà phải còn xài tốt nha má, giữa hiệp hết thôi là tôi không có xài tốt đó nha. Thấy vậy á, cơ bắp rồi vậy đó, chứ mà bún thun chơi thôi nha, chứ không có làm ăn con mẹ gì đâu. Đúng rồi, chút nữa em xả cho mấy chị một mẫu, tại vì bây giờ còn 7 bộ lờ xả cho để làm gì. Tính tôi là vậy á, tôi bay ra tổng cộng mẫu đây là 81 bộ nè, mà bây giờ em còn không cỡ 9 bộ nha. 9 bộ mà size L dưới, 9 bộ size L này dưới 75kg nha. Nếu là bữa lấy 7 màu rồi thì bây giờ lấy cái sọc hồng này đi, trái tim hết rồi nè, thì bây giờ lấy cái sọc hồng này đi má, dễ thương muốn chết. Sọc hồng gu xì nha, còn đúng bộ thôi đấy nè, còn đúng một bộ size lớn thôi nha. Hốt đi chứ hồi đi kiếm size lớn, kiếm loài bản họng kiếm không ra. Rebate lên bi, rebate lên cho thấy rõ. Kiếm hoài kiếm không ra. Quần tây này là 220 ngàn. Quần này có tổng cộng 4 size, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Quần này bây giờ thôi để chị quăng lên này. Bây giờ hoài mày đứng lên ngồi xuống, hồi mày yếu quần nữa. Đó, quần đó đó ha. Ok nè Nguyễn, đâu rồi? Đây nè. Lấy cái bộ dưới á. Ừ. Đó đó, đi nè Nguyễn đi. Nè Nguyễn biêu từ từ đi nha anh. Rồi có một bộ chữ N nữa nè, chữ N trắng. Năm nay không ai, chị ơi. Trưa ngày mai. Giờ bây giờ trưa mai hoặc tối mai em like đầm nè, mấy chị chốt cho em trưa hay chiều đi. 140. Mấy chị chốt cho em là trưa mai cho xem bộ 7 màu vậy, chờ em chút. Em có bộ chữ N nè mấy chị. Nhưng mà chữ N này hết size bự rồi nha. Ôi chữ N bộ này đẹp qua, dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg thôi. Em còn đúng bộ cho chị Hương nè, đâu rồi, còn bộ đâu rồi? Đây hả? Rồi ok. Đây, còn bộ 7 màu của chị Hương nè, chị Hương ơi, bộ này nè. Ôi đẹp quá trời luôn. Một là trưa, hai là tối 8 giờ mấy chị chọn đi. Trưa mai em xả cho mấy chị một vàng đầm trên này dài chục trăm, trăm mốt, trăm rưỡi. Đầm em 280 hết nha. Đó, đầm em 280 hết. Ngày mai em xả cho mấy chị dưới 150 hết, ok không? Đó, chốt cái giờ đi. Mấy chị ưng chốt cái giờ cho em đi nha. Đây, chốt cái giờ mai em lên đầm nha. Mai em lên một ngày đầm cho mấy chị cũng được chứ không sao. Cái này nhiêu ta? Bộ này nè chị Hương ơi, chốt bộ này còn đúng bộ 100kg đi. Chốt giúp giùm em bộ này 100kg. Hồi nãy về cũng có mẫu 100kg nữa chị Hương. Ha. Sao thấy ai em đưa size L mà em đưa size dưới 70kg mà chị. Còn size 100kg nó nằm đây nè bà nội. Đưa cái bộ đồ size 100kg đó nó còn cái dáng gì nữa chị? Không có còn dáng gì hết trơn trời hết nha. Hốt cho chị Hương đi. Tự chốt. Giờ chưa lên đầm được đâu. Ngóng đầm 3 ngày nay hả Mai chị Hiền ơi. Hiền đợi em nha, ngồi im đợi em. Hiền đợi em đi. Đợi em nha, ở chốt đi chị nè. Để em mở cái mẫu này ra coi thử mẫu gì nha. Đợi em mở cái mẫu này ra coi thử mẫu gì. Mẫu này là 150 nè. Mẫu này 150 nè. Mẫu này 150 nè. Xanh đen có túi nè nha. Đó. Chị có lấy quần đâm bị tắt bỏ vô cho em không? Đợi nè. Đây bộ này có size 100kg nha. Hơi bị xinh nha mấy chị nha. Hơi bị xinh, ở giữa là chung lưng hết, cho nên mấy chị mặc sẽ không có bị mập ha. Đây mấy chị ơi, chốt giùm em bộ xanh. Chị Hương Nguyễn chốt thêm bộ đây, bộ xanh này em có một bộ 100kg thôi nha. Dưới 70kg, nhưng mà mấy chị ơi, cái vải nó mềm lắm. Cái vải nó mềm lắm, cái vải mềm cực kỳ mấy chị. Vải rất là mềm nha mấy chị nha. Vải mềm mà rủ đẹp lắm mấy chị đây. Mặc cái áo vô y chang cái áo yên, lấy thước dây đo bộ bò sữa đi để bán tôi lấy luôn. Chị, cái bộ bò sữa mà 2X chị Thảo mặc vừa. Yên tâm đi. Chị không vừa chị quăng về lại cho em. Em nói thiệt mà, không vừa quăng lại cho em. Tại vì chị biết sao, cái hàng không có giãn, may lúc nào nó cũng thùng thình hết á chị. May lúc nào nó cũng rộng hết trơn hết trọi á mấy chị nha. Đây mấy chị, bộ này 150 nè. Bà nội cha nghĩ sao mà con 89kg đi mặc cái size L. Ừ em bị điên á mấy chị, em mặc size L nha. Em mặc size L. Lấy bộ bò sữa đen mà size 2X cho chị Thảo Trần đi anh Tư ngoài kia. Nè mấy chị, một là mấy chị mặc nó như thế này là bẹt vai ha, sao cũng được.
Ví dụ như đang mặc lên giày mà thấy trai xuống thì mình kéo xuống giày cũng được nha mấy chị nha. Đây, bộ này 150 kèm với lại quần đen có cái thun sau nha. Quần đen có túi 150 nghe. Chị nào chốt bộ xanh chốt kèm số ký dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Con 89kg đang mặc cái bộ đồ của con size L. Tại vì nó có lưng chung nè mấy chị, đâu có sợ chật đâu. Nó có lưng chung nè mấy chị à. Thôi mẹ mấy chị không nói chuyện với em luôn hết trời. Ai đó nói chuyện với em cho em đỡ. Em đỡ bị cơ cực được không mấy chị? Ai đó có thể nói chuyện với em cho em đỡ bị. Ủa cái đồ này đâu vậy? Đây. Bỏ đi. Lấy size XL đi. Lấy size XL này cho chị thứ bỏ đây chị chút chị được không? Bỏ vô đây. XL nha. Giờ chưa lên đầm được đâu. Giờ mấy chị muốn lên đầm không? Em lên cái đầm vàng dưới để cho mấy chị. Trời ơi, chị ơi, em không cần chị ngồi nghe em nha. Em cần chị phải trả lời em. Thì em không cần chị ngồi nghe em đâu nha chị. Chị bớt ngồi nghe đi, lấy bộ này XL nữa. Chị bớt ngồi nghe đi chị. Chị Hương, em chỉ cần chị là nhắn tin lên đặt đồ thôi. Chứ chị đừng ngồi nghe em. Đừng nghe những gì con nái nói nha. Đừng nghe những gì con nái nói. Đừng nghe. Dặn rồi đừng có nghe nha. 160 đúng rồi. Anh Tư ơi, anh Tư di dời cái này lên lại đi anh Tư. Cái đó giờ hết cái đỉnh này nè, vô đây nè anh Tư. Lên lầu luôn anh Tư. Để lên để em đứng, em bắt camera đứng. Tôi đang nằm chơi dưới này nè, ra đây đây. Cái này nè. Cái này là một bao riêng anh cục riêng đen nha. Rồi còn cái đó là một bao ấy. Rồi. Cái đây là hàng chụp đưa ra trước cửa đi bây. Đưa ra trước cửa cho anh Phước để chị biết. Ai nhìn sau dúng yên quá vậy phải yên không ai xem. Ai nhìn sau cái gì? Quần tay mặc đi làm có không chị Kim Anh thôi. Nhớ con không gì chứ con nhớ gì quá thôi. Chị về dưới bạn bè chị một nùi mà chị nhớ ai? Đúng. Chị bớt nhớ đi. Chị bớt nhớ cho tôi bớt heo ơi. Ai muốn quần tây? Quần tây nhà em là bát ngát nha mấy chị. Quần tây nhà em là bát ngát. Đây là quần ba vi lửng nè mấy chị ơi. Đây là quần ba vi lửng nè mấy chị. Coi quần nhà em coi giãn nè. 4 size dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Ok. Một quần nha. Đây là một quần. Rồi tiếp tục. Đây là quần dài. Quần dài 220, quần tay có size tới 100kg mặc vi vu đi mấy chị. Có size tới 100kg mặc vi vu nha, quần 2 nút bạc. Chị nào chốt quần 2 nút bạc chốt lên giúp giùm em. Đúng gì mà đúng cái bà kia. Kim Anh ơi lấy size gì Kim Anh báo giùm em nha. Trời ơi quần tay nhà em nó đẻ lắm mấy chị thiệt. Quần tay mặc size gì đây? Mới size rồi. Em nói với chị là cái quần tay nhà em nó đẻ lắm mấy chị ha. Chị nào chốt quần tay chốt lên giúp giùm em quần tay nha. À, em sẽ thử cho mấy chị một cái quần. Nhưng mà em sẽ thử cho mấy chị con quần lửng nha. Em thử con quần lửng Burberry cho mấy chị nha. Ở trong em đang mặc quần jean cho nên hơi dày một tí. Nó mặc nó sẽ ụ lên. Mai Pha. Phải em là shop Yên mà. Chị quên tên rồi. Dạ đúng á chị Mai Pha chắc vậy á. Dạ đúng á, chị thấy em giống Yên không? Chị Mai Pha nhìn em dúng, thấy Pha dúng Yên không chị? Em á. Hỏi tội 89kg mà thích mặc size XL. Nha, đó. Đây là quần lửng nha mấy chị. Đã thấy chị thấy đẹp không? Quần lửng 200. Ở trong mặc quần jean cho nên hơi dài. Quần lửng 200 nha quý vị nha. Vải to giãn dữ dằn lắm mấy chị. Quần đây là quần Becky. Chị là chốt Becky này, chốt lên giúp giùm em. Bấm nút chia sẻ, em dựng camera lên em trao đồng nè mấy chị. Bấm nút chia sẻ đi, em dựng camera em chơi đồng với mấy chị đi ha. Tối nay ốm rồi chứ gì. Lan Anh ngờ chị thứ hai cục hàng em giới lâu rồi chưa được nhắc. Dạ giống hả chị, dạ chắc nó đó chị, chắc em là bà đó đó. Dạ chắc em là Yên đó chị. Chị Mai Sang chắc chị á. Rồi hồi nãy là quần
Burberry. Còn con này là quần ngọc trai nha, con này cũng là quần tây ngọc trai. Ai đang hỏi quần tây, giả bộ chấm cho em, nói giùm em coi gì cho đỡ bị tự kỷ đi mấy chị. Đây, đây là quần ngọc trai dài 220. Chị ra chốt ngọc trai dài, chốt lên giùm em ngọc trai dài nha. Nói lên giùm em, giùm em cái gì đó đi mấy chị. Đầm 280, ai thích đầm có đầm. Dạ. À, vì trước chị là khách quen. Dạ, vậy giờ chị mua lại, nó giỡn cho em đó chị. Trước giờ em đổ nợ trốn mới gì nè chị. Xong chưa mấy chị ơi? Xong chưa, giả bộ mình lên đầm nha. Xong chưa, để giả bộ mình lên đầm. Nè, con đầm này 280 mới về mấy chị. Con đầm này 280 mới về nè. Mua lại cho quen lại đi chị ơi. Con đầm này mà chị nào mà mặc mà sợ thấy bụng thì xin lỗi một câu là hơi bị đẹp luôn nha mấy chị nha. Đó, em nhận quần dài rồi mặc đã lắm trời, quần mà đã lắm chị. Chị nghe em nói cười tí đó bên này nè. Vô mặt bỉm đi chị ơi, vô mặt bỉm đi ha. Để từ từ em lấy lại thăng bằng rồi em sẽ quất cho mấy chị ha. Hồi trưa có lấy một quần tay dài thì lấy quần ngọc trai nha em. Rồi đây, em sọn cho chị luôn. Tại hồi trưa ghi tờ giấy chưa sọn. Lấy quần trai hả chị ha. Dạ ok, để em lấy quần ngọc trai cho chị. Size lớn nhất đúng không chị? Chờ em chút. Ai chốt giùm cái đầm mở hàng đi mấy chị. Ai chốt giùm em cái đầm mở hàng. Đầm này mà ai bụng bự là nên chốt nha. Ai bụng bự, bụng to mà phơm gì đó, muốn phơm gì có phơm đó. Cái chị muốn gì có nấy à. Vy đứng thì lấy cái đầm này size bày cho đi. Ở lộn, lấy cái quần này size bày cho chị Thảo Trần. Dạ đúng rồi chị. Hồi trước ai đặt cái gì nữa quên rồi, bỏ tờ giấy bỏ nè. Mở cái này lên cao được không anh con? Được chưa, cỡ nào? Rồi được rồi. Cao cỡ luôn rồi. Đừng cao hơn. Xẻ đầm nha. Cho em xin nút chia sẻ xẻ đầm mấy chị ơi. Cho em xin nút chia sẻ xẻ đầm mấy chị ơi. Đây mày, mày mở gì vậy Bi? Mày mở gì tề lê hột me hết vậy? Dạ xẻ đầm nè. Em xin nút chia sẻ quý vị. Quần ngọc trai có 90kg hay chị Miu Miu ha. Bên em lúc nào cũng 4 size hết. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Bấm cho em xin cái nút chia sẻ quý vị ơi. Chị Thảo Trần 220 quần ngọc trai. Rồi đi tính chỗ đi. Rồi được rồi, rồi gần 80 nữa đi. Tao mới hết bệnh. Bây giờ đây ngồi ghế này đi à. Bây giờ đây đi. Cánh xe đây. Bớt bận lên, để làm hàng hot, tiết tiền cho shop nữa. Bớt bận lên, xong vô ngồi chắc không bà bảy á. 220 chị. 220 nha. Giờ mình hút cái gì ra mình bán cái đó đi. Em mà thử gì vô là mấy chị hút liền luôn. Em mà thử cái gì vô là mấy chị hút liền à. Cái đầm này dưới 92kg nè. 80 đến 92 kg. Đầm này 80 đến 92 kg. Mấy chị rờ vô cái nước vải đầm bên em là mấy chị mê ha. 82 đến 92 kg. Đây. Đây. Em không gài sạc bà tia nên nó hơi rộng nha. Nè ở dưới này mấy chị thấy không? Dây chéo không? Rồi 82 đến 92 kg. Bán cho mấy chị 150. Thôi đầm 280 bán 150. Chừng nào mua nữa mấy chị ha. Đầm này mà bán giá đó thì không mua nữa, mua cái gì. Đầm này chỉ còn size size lớn thôi nha. Chị nào 82 đến 92kg thì hút đầm này. Đầm này chỉ còn size lớn thôi, không có còn size nhỏ. Nhưng mà đầm này vải mịn lắm luôn. Vải rất là mịn nha mấy chị nha. Cái đầm này đẹp lắm. Mặt eo gọn không thấy bụng. Rồi 150 ngàn. Đầm tay này ha. Đầm 150 của Miu Miu Hân bên chị. Không có cho. Không có cho cái gì vậy? Không có cho kiểm tra hàng khi nhận, mà hàng sale bên em không cho đổi trả nha. Hàng sale không cho đổi trả ha. Đầm này chỉ còn size lớn thôi, không còn size nhỏ. Mấy chị lưu ý giúp em. Đầm này chỉ còn size 90kg thôi nha.
đầm này chỉ còn 290 kg với 100 kg, có 200 kg không, còn cái cho 2 cái 100 kg nè, còn 2 cái 100 kg nè, có ai không, có ai có 200 kg ở đây không? Sao bên em đánh được hay à? Có em ai bao trong rồi, em có 200 kg không, có ai có 200 kg bán con đầm chơi cho vui coi. Ừ, chị Hương Hình, cảm ơn chị Hương Hình nha, cho em đỡ tồn kho. Rồi à, Hương Nguyễn có ai 100 kg không, giơ tay phát biểu cái nào. Hương Nguyễn 150.000 vải đẹp lắm, ra lấy cho em coi cái đầm caro, từ từ đi nè. Đừng... ai không, còn ai hút con này không mấy chị, còn ai hút con này không mấy chị ơi, còn ai hút hút giùm em nha. 150.000 280 tả, 150.000 ai hốt hốt giùm em. Nè Nguyễn lấy cái đầm này mặc Tết nè, vải đẹp quá trời luôn, vải đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi luôn, vải đẹp. Lên tiếp cho quý vị nha, lên tiếp cho quý vị. Đầm này còn hơi lớn không mới đâu, đầm đẹp mà còn hơi lớn không, vợ phèo em vừa em lớn, vợ phèo phèo ơi, vợ phèo quốc cho vợ phèo, đúng sai vợ phèo luôn nha, đúng sai vợ phèo luôn. Ngồi im nó đi. Đây thông báo bán con đầm sai 100 kg, tối nay chị Hương trúng mánh nè, tối nay chị nè mà sai bự bự là trúng mánh nè, nói thiệt lòng, tối nay chị nào sai nói với lại bé Miu Miu là Miu thứ hai mới đi, sai này 90 tới 100 kg, 150 nè luôn mấy chị. Đó, em lên cho mấy chị coi cái dáng thôi ha, 90 tới 100 kg đầm đỏ, nào có size nhỏ chị ơi, đầm đỏ không có còn size nhỏ nha, còn size 80 đến 90 và 90 tới 100 kg ha, nào có size nhỏ đó chút. Chị Hương tối nay trúng mánh rồi, em nói là chị Hương 150.000. Ôi chị, em nói chị Hương nghe vải đẹp vô số, đợt này chị về cái lô đầm này chị mặc Tết sướng luôn. Mua 8 con bên này bằng con shop khác mà vải bên em nó đẹp vô cùng cổ quốc ta ơi luôn. Mà tối hôm nay chị nào mà sai bự là chị đó trúng mánh, cái tường có sai. Em nói thiệt lòng mà đầm nhà em đó chị thấy không, qua gối ha. Đó, lấy em đầm đỏ 75 kg mặc kệ vú luôn. Em lấy ra size đây, đây size 100 kg của Nan Nguyễn, 90 tới 100 kg của Nan Nguyễn nè. Rồi ai nữa không, còn cái à, chị lấy cái tay bi giống con gái em có một cái mặt cặp, chị lấy cái tay bi, từ từ bà đợi, từ từ tay bi có một con tay bi sai nhiều, cũng có bỏ phèo hay ta, 150 luôn nha, đẹp không, nhưng mà tay này 90 tới 100 kg này, bỏ phèo 150 của bỏ phèo luôn. Tay bi không nhận bán ngày chính quy mà đắt như vậy em cũng đỡ hơn mấy chị không. Nó hơi bụi nha, về nhà làm ơn quất ơi, quất ơi, quất đầm đỏ không có bà 7 kg, quất ơi, quất ơi, quất là giặt giùm em nha. Đó, Hân Ngọc đầm đỏ 90 đến 100 kg. Hân Ngọc, Hân Ngọc Phú Yên hả? Hân Ngọc ở đâu vậy? Hân Ngọc nè, Hân Ngọc 90 đến 100 kg, 150.000 nè. Nay chị Yên có, nay chị Yên ở nhà mới, dạ bà nội nhà con nè, bà nội mới đâu bà nội, nhà con hết á, tại sáng sửa cái phòng bé lùng lại để có chỗ la cho nó đẹp. Tay bi còn lấy cho mình cái đi, Hân Ngọc thành phố, dạ ok chị. Tay bi, tay bi, tay bi, tay bi, tay bi, anh Tư ơi, anh Tư. Hân Ngọc giùm bé lùng, có bê tay. Anh Tư treo lấy giùm em hai cái đầm tay bi qua đây, anh coi thử nó là tay gì. Đầm 150 á, đó em vừa đầm 150 thấy nguyên hỏng vừa rồi ok. Ồ, có một con đầm tay bi, có một con đầm tay bi size L nè chị, size L dưới 70 kg, tay bi size L đỏ đẹp quá, đẹp chị, dĩ nhiên hàng bên em phải đẹp thôi, bán 280, bán 150 phải đẹp thôi. Tay bi đó quảng cao cao cấp á, Cát Tường. Chị Cát Tường cuối cùng cũng dính con. Chị Cát Tường kêu đổi cái gì ta, chút nữa chị Cát Tường nhắn tin lại cho em để em biết em trừ bill lại nha. Cát Tường
này XL nè. Ui cha, chị nào dưới 82kg quốc cái bi này nè. Chị nào dưới 82kg ta XL. Bi XL. Bi XL. Chốt giùm em bi XL. Vợ phèo cũng may cái nút xấu quá à, gắn may cái nút xấu quá. Nút dày đẹp bà nội. Bi, chốt giùm em bi XL. Chứ giờ mấy chị nhắn bi lên không là em không có biết sai. Bi XL dưới 82kg xả 150 luôn. Xin lỗi mấy chị, hàng em là hàng 150, là hàng này là 280 rồi nha. Mấy chị hỏi mấy chị đi mua đầm nhà bên em chị đi. Bi XL, chốt giùm em bi XL đi mấy chị. Nguyên Dương 150. Giờ lên con đầm đẹp đỏ đi cho mấy chị mặc vô xuân. À, vô xuân ơi, hàng tôi lỗ quá trời, đừng có bơm hàng giùm tôi nha. Con đầm này đúng mắt phong long luôn á mấy chị. Từ lúc mà may ra tới khi mà sale bán được đúng 2 cái. Em nhớ luôn mà tại vì cái con đầm này nó quá đẹp mà nó bị em ghi vô sổ từ giờ. Đầm đỏ, 150. Em nói thiệt với mấy chị chốt giùm em đầm đỏ tiền số ký lên đi. Mà cái con đầm này nó mắc phong long mà tức gì đâu luôn bà nội cha, mà nó đẹp nha mấy chị. Nó đẹp mà em tức ý ha. Nó đẹp mà em tức chứ không phải gì hết mấy chị. Coi cái tay nhà em may nè. Mà hàng vải co giãn nè. Mấy chị chốt là đầm đỏ kèm số ký lên cho em đi. Rồi em chốt cho mấy chị ha. Còn riêng chị Cát Tường là size L là em biết rồi nè mấy chị. Từ khi con may con đầm tới giờ nè, từ khi 208 tới giờ nè đó, bán xả 150. Đầm đỏ size L của chị Cát Tường. Có size bằng 100kg nữa nha. Có size 100kg nữa nha quý vị nha. Nè nó size L không chị ơi. Tay L của chị Cát Tường nè. Về hơi bụi nha, giặt lại giúp giùm em. Rồi 100kg của ai? Mai hình đầm đỏ 100kg nè. Anh Văn Văn đầm đỏ trên lời. Anh Văn Văn nè. Anh Văn Văn nè. Đầm đỏ 88kg nè. Đầm đỏ này 100kg. Đầm đỏ 88kg của ai nè? Của Miu nè. Đầm đỏ 88kg của Miu nè. Con này chắc hết tay rồi, quá còn con cái à. 62kg hết rồi chị nè. Bữa sau chị đi shop nè, chị vô chị chốt ký thôi người ta lấy cho chị. À, chút nữa em bán cái con đầm caro này nè. Con đầm caro này em khoái mặt lắm. Bước vô lấy giùm em mấy con đầm caro ra đi. Nhiều ký à? 88kg. Nè 88kg phải không? Rồi, chưa chút chị. Có, có miêu. Cái con đầm này nè mấy chị. Cái con đầm này nè. Em nói thiệt khi mấy chị mặc lên mấy chị khoái lắm.
Nói thiệt luôn, cái con đầm caro nè mấy chị mặc hàng ngày mấy chị khói lắm luôn. Em phải dùng từ khói là mấy chị biết là mặc nó thoải mái cỡ nào rồi ha. Đầm caro, nói nghe nè, tại do em treo bị bụi mấy chị chịu khó giờ giặt giúp em ha. Mấy chị đó, mấy chị thấy không? Đầm đỏ 100kg của chị Hân Ngọc. Hân Ngọc, chị Hân Ngọc ơi, vô trong tin nhắn cho em địa chỉ số điện thoại đi ha. Vô cho địa chỉ số điện thoại giúp em chị Hân ơi. Trăm rưỡi nha. Chốt giúp giùm em nha. Bán đầm này cho mấy chị 140, chốt giùm em đầm caro. Còn mấy con nè? 1, 2, 3, 4 con. Chốt giùm em đầm caro. Chốt giúp giùm em đầm caro mấy chị. Đầm caro bà bán 130 đi cho nó mau nè. Đầm caro còn mấy con nha mấy chị nha. Đầm này mấy chị mặc hàng ngày nó đã lắm. Thứ nhất là nó ôm vô ngực nè, ở sau lưng nó có nhúng, mấy chị đừng có sợ nó chật ha. Thái Huyền, đầm caro 130 của Thái Huyền nè. 130.000 của Thái Huyền. Nè, bị đăng ghi anh nè, chờ một chút thôi. Thái Huyền 130. Anh đang mang em mới nhắn xin nữa. Ai nữa? Ai nữa mấy chị? Cho em coi cái sọc thôi luôn, từ từ đi gái. Từ từ, tại vì hàng sale đó, đụng giới nào mình phải cái đó đó. Đầm caro 70kg của hai ta. Hai ta 130. Hai ta 130, còn hai cái mua giúp giùm em mấy chị. Caro 65kg. Caro 65kg của Caro 65kg của Ê, hai ta rồi kiểu bông gòn. Hai ta rồi đó, kiểu bông gòn. Anh Văn Văn, Trần Hà Vi, ở sau lưng có nhúng nha chị, cho nên mặc cỡ nào vô nó cũng ôm hết nha. 130. Em có nói với mấy chị nha, treo đó bụi. Với lại bà chuột bà chạy qua rồi bà chạy lại, bà dán bà chạy lại rồi bà chạy qua. Cái này là cho nên về giặt giùm cho em, chế đồ thơm tho thật sự. Anh Văn Văn một cái, Trần Hà Vi một cái. Nếu bữa nay chị lên không kịp, mai chị lên em. Em thả hai con đầm bất qua đi. Chị nè, bụng bia, bụng bầu, bụng bự. Hốt xả 230, 260 xả 130, size 100kg. Chốt giùm em bất qua đi size 100kg. Dễ thương không mấy chị, dễ mặc đồ lắm chị Thảo. 130.000 Burberry. Con này thế nào mấy chị cũng chốt rồi, chị Hương đâu rồi. 130.000 Burberry. 130.000 Burberry. Bán cho con đầm maxi đi biển nè. Bán cho con đầm maxi 60-80kg nè. 130 của Nan Nguyễn nè. Bán cho con đầm maxi 100.000 cho quý vị nè. 60-80kg. Vải đẹp lắm nha mấy chị nha, vải hàng xuất nha. Cái này là vải hàng xuất, 130.000. Cái này đúng không? Đúng không? Cái gì đó đây. 130. Nè, ai cho ai dưới 70kg trúng mánh nè, ai dưới 80kg trúng mánh nè, đẹp không? Chỉ có dìa giặt thôi nha, bụi thôi, ai dưới 80kg trúng mánh. Ai dưới 80kg trúng mánh? Ai dưới à? Con này không phải dưới 80kg mấy chị ơi, dưới 70kg à. Con này chị cắt tường dừa nè. Cắt tường nè. Con này chị cắt tường dừa nè, 150. Con nó đẹp á chị cắt tường. Con này size lớn nè. Con này size bự chờ bá lửa luôn. Con này chắc phải 90kg. 90-100kg. Con này là con dâm nha. Con này con dâm. Con này con dâm nha mấy chị nha. Tin không mấy chị? Con này chị nào 90kg hốt. Con dâm chị nào 80-90kg hốt con dâm. 140, đen không trái. 140 con dâm nha mấy chị nha. Con này con dâm. Cái đó đẹp quá.
gì trời. Lâu lâu chồng Kim bỏ lại. Thôi mặt Kim lần đi đá mà chết mẹ. Lần đi đá phải không ông nước. Chanh tư dùm mấy chị ơi, 80 đến 90 kg nha. Con dùm này chị nào 77 kg cũng vừa nha. Tại dáng em à. Dáng em như sao ta? Cao ấy. Wow. Dùm, có ai chốt dùm không? Có ai chốt dùm không ạ? Có ai chốt dùm giúp dùm em không? Sao nó chói chói cái đèn á. Nó lên không có đẹp con đầm gì hết trơn. Ờ dày đi cho nó đẹp bớt nè. Có ai chốt con dùm không? Dùm này còn cỡ 77 đến 90 kg không ai chốt ế. Ế mấy con rồi? Ế con Maxi nữa phải không? Hai con rồi. Em ế hai con rồi nha. Ế hai con rồi đó. Nè đưa con đầm body lên mấy chị hốt liền nè. Đầm body Quảng Châu. Con này 350. Xe cho mấy chị 200. Chị nào khoảng cỡ 70 kg hốt. Dưới 75 kg hốt. Đùm lẽ gì? Cái dâm hả chị Dung My? Trời chăm tư cái dâm mà phải đi chốt cái đùm. Chăm tư cái đùm 200 đầm ba đi. Coi giờ luôn mới đi. Dưới 75 kg. Dưới 75 kg nha. Con này chị Hương Chu vừa nè 200 bãi đẹp lắm chị Châu ơi. Con này hàng Quảng Châu mà. 200. Chế băng keo lại. Chị nào? Cái đầm. Đẹp không mấy chị? Ô em thích cái con đầm nhung này ghê gớm lắm lận. Đây. Đây mấy chị, đầm này size dưới 75 kg. Đẹp lắm nha. Con này bán cho mấy chị 108. Chốt giùm em con nhung. Con nhung phơm suông đẹp không? Con nhung 108 dưới 75 kg. Đẹp ha mấy chị ha. Chốt giùm em con nhung. Chốt giúp giùm em con nhung. Mấy chị hầu im đó hết, em lên hàng hết á. Em lên hết á chứ em có nghĩ con nào đâu mấy chị. Cứ bình tĩnh đi. Bình tĩnh là run đi. Nhung, đã 6-7 kg. Nhung của ai ạ? Nhung này là mặt phơm rộng nha. Nhung này là phải mặt phơm rộng nha. Ha. Nhung này là phải mặt phơm rộng. Chị Dung ơi, Dung My vô. Rồi Nhung. Chị Dung ơi, chị Dung My ơi, Dung bắt cái kìa đó. 108. Một con duy nhất thôi. Một con duy nhất đầm nhung ngọc trai. Một con duy nhất đầm nhung ngọc trai size L. Nó y chang áo dài á mấy chị. Nó y chang áo dài luôn ha. 150. 150. Dưới 75 kg là từ 60 đến 75 kg vừa chị. 59 kg thì nó bị rộng mét vú. 150. Hàng 280 tả 150 cho hết cái vàng họ treo. Nha. Đây. 150. 150. Size L dưới 70 kg. 72 kg cũng vừa lọt vú nha. Không có chập mép chim. Đó của Nguyễn Thị Phúc. Đó 150 của Nguyễn Thị Phúc. Rồi. Đầm mà phơm suông nè. Đó đầm phơm sơ mi. Có Babydon không bà? Cái Babydon là cái caro hồi nãy lấy đó bà nội. Bà nội lấy giờ hỏi gì nữa. Đợi chút xíu coi thử còn hàng gì nữa không bà nội. Đầm này giống như đầm phơm sơ mi là xả 120. Ok không? Trời ơi cái beo. Trời ơi cái beo. À biết sao không? Cái beo đó em không đưa lên không? Tại cái beo hàng chính quy á. Cái beo hàng chính quy của khách trả về. Nó nằm trên lầu á chị. Đợi chút xíu đưa cho chị 208. Chốt đây chốt đi. Chốt đầm 120 phơm suông đi. Chốt đầm 120 phơm suông đi. À, má mang cái đầm 280 bán 120 ít nhục ghê. Nguyễn Thị Phúc cho lại địa chỉ nè. Quay camera vào cà. Cho đỡ cực, quay camera vào nó chói ánh đèn. Mấy má không có thấy. Mấy má không có thấy. Ừ vậy đi. Vậy đi ha. Được không? Đó. Rồi cho chốt giùm em đầm sơ mi đi mấy chị. Chốt giùm mày. Tôi quyết định nè. Tôi quyết định là tôi bán cái đầm này cho mấy chị 50 ngàn. Tôi quyết định nè. Tại vì cái cổ nó bị dính bụi dơ. Bụi. Xả chị đi Dung Mỹ nha. Xả Dung Mỹ đi. Bán 50 ngàn.
chốt giùm em đầm 50 ngàn kèm số ký đầm nhung. Em có không? Nguyễn Thị Phúc đầm nhung mà. Đầm phơm thu 100 ký bán 50 ngàn mấy chị ơi. Đó bị dính bụi dơ về giặt giùm em được không? Được không thì báo cho em nha. Nó bị dính bụi dơ nha, ưng thì lấy còn không ưng không có lấy nha. Cái lấy về nói ABCD là tôi đánh chạy kịp á. Cái này sữa mà nó bụi sống dữ vậy ta. Nè. Chị gì quên rồi, chị Mai Huỳnh hả? Mai Huỳnh 50 ngàn nè. Mai, phải Mai Huỳnh không? Mai Huỳnh, được đèn lấy đèn. Đầm phôn chuông 100 ký lấy, đầm Mai Huỳnh. Anh Văn Văn. Anh Văn Văn 50, về giặt giùm em nha. Anh Văn Văn 50. Mấy chị ơi, về giặt giúp em nha. Về giặt giúp em với. Anh Văn Văn nè. Nguyễn Huyền nè 50 ngàn. Nguyễn Huyền 50 ngàn nè. Đồng sơ mi 50 ngàn của hai tay nè. Hai tay 50 ngàn nè. Ủa dư quá. Hai tay 50 ngàn. Phương Đô 75kg nè. Phương Đô nè. Về giặt tiếp cái cổ giúp em nha. Phương Đô 50 ngàn nè. Chị Hương hết rồi, hết sao chị? Phương Thảo hay Phương Đô, anh đọc lộn không vậy? Có Phương Đô nữa. Phương Đô. Anh không thấy rồi. Ngọc Phương Trần nè. Ngọc Phương, Phương Đô. Ngọc Phương Trần 50 ngàn. Ngọc Phương Trần 50 ngàn nè. Bán riết ngày rồi luôn nè. Ngọc Phương Trần 50 ngàn, ai nữa? Ai tay nhỏ nữa? Chị Tiết Hồng 50 ngàn nè. Mấy chị thấy em đâu không? Tiết Hồng 50 ngàn nè. Đây hết rồi. Còn phân chung 75kg. 75kg. 75kg của 6 xí nè. 75kg của 6 xí nè. 6 xí 75kg. Lê Hồng Chi nè. 6 xí không có dấu. Lê Hồng Chi nè. Lê Hồng Chi nè. Mấy chị có thấy em đâu không? Hồi nãy Nga Nguyễn có đầm chưa ta? Chưa không? Nga Nguyễn 50 ngàn chưa có đầm không? Nga Nguyễn nè. Hết. Hết rồi mấy chị. Ai chưa cho địa chỉ số điện thoại cho nha. Có quần tây chị Ban Mai. Trời ơi hôm nay quần tây em về nhiều lắm. Nè quần tây nè chị. Quần tây có tổng cộng 4 size. Dưới 70kg, dưới 80kg, dưới 90kg và dưới 100kg. Quần này là quần ngọc trai. Vải đẹp lắm chị, form đẹp lắm. Quần tây 4 size nha, cửa nhà em. Đầm 50kg hết rồi. Mã đây là mã 2 nút, đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này 6 xí thôi. Để gái chị nó nhắn tin rồi đó. Đây, hết đầm sơ mi. Đây là đầm 2 nút. Đây là đầm 4, đâu có lộn, đây là quần 2 nút và đây là quần 4 nút. Chế chốt cái gì thì chốt nha, chế Ban Mai. Đợi em chút, nên em có cái máy quạt ngọt quá vậy không? Đó đâu có nghe rồi. Đấy là 7 là kêu anh á. Không có. Quần mặt máy không có đem đầm nhung của em có không? Trả lời lần thứ 3 Nguyễn Thị Phúc có. Trả lời lần thứ 3 chế Phúc nha. Rồi các chị nào mà 80, từ 82 tới 100kg không? Chốt cái đầm này 150 nha. Lúc đầu mới lên ha. Đây quần 4 nút 75kg của 6 xí dạ ok chứ. Chị 6 xí bên em không cho kiểm tra á, quần 4 nút á. Đây là bị đây. Bao đó. Rồi với thấy lời cho 6 xí. Chị 6 xí không biết mua đồ bên em chưa chứ bên em là không có cho kiểm tra hàng nha. Nhưng mà nếu họ nhận hàng chính quy mà không vừa thì cứ báo em đổi size nha, đổi size cho cái mẫu đó. Còn khi nào hết size mẫu đó thì em mới cho đổi vào mẫu khác nha. Cái đầm mà tay màu bài mới đưa lên nó còn size lớn thôi, 82kg trở lên, không có còn size nhỏ nha.
Đây đầm đầm chính quy nè. Đầm đầm beo chị Thảo nói hỏi nè. Quần tây nhà em coi giản đẹp lắm. À, lấy em một quần tây eo ngang rúng 101, chị cho em chiều cao cân nặng được chị Ban Mai. Cho em chiều cao cân nặng đi. Cho em chiều cao cân nặng đi chị. Ngọc trai. Lấy là size 90 và 92 kg hay 11 101 coi là size 9 dưới 92 kg hay size 100 kg. Đây là đầm beo nha mấy chị nha. Đầm beo này 280.000 đồng này mới may. Đầm beo này có mấy nút nhung ngay đây nè, đừng có để ý cái áo dây ở trong anh em. Đầm beo, chị Thảo ơi, đầm beo này có size lớn đẹp lắm chị Thảo. Con này hơi bị đỉnh. Con này vải lụa mát lắm nha. Con này vải lụa rất là mát, beo 90 kg lên cầu thang lấy. Nguyễn Thu Hiền, beo 90 kg. Hai ịp. Vải đẹp lắm mấy chị. Mấy con này nói chung là hàng bên em mà mấy chị thấy vải mà không có nhưng em chửi dữ lắm. Đẹp. Hà bán mắc con 10.000, 20, 30, 40 tùy mẫu. Chớ mà bán hàng tào lao, dùm tào rất giàu bán rẻ khó lắm. Lấy đầm beo, lấy một con 2 ịp, một con 3 ịp đầm beo em. Rồi. Này thì chị Thảo Trần anh ơi. Thảo Trần 280 nè. Tôi giúp giùm em Thảo Trần 280, con nó form đẹp lắm chị. Cái 2 ịp nữa. Cái 2 ịp của chị Nguyễn Thu Hiền nè. Dạ lấy ngọc trai. Ok chị. Ai ghi Nguyễn Thị Hiền giùm em cái 7. Nè. Nguyễn Thị Hiền. Nhiều. À 280. Nguyễn Thu Hiền. Nguyễn gì nè. Ê gái có thể la, gái có thể lấy giùm tôi 3 cái được không? Size 3 dưới 92 kg dạ ok. Có thể lấy giùm quần mặt váy 150.000 3 cái có thể lấy giúp giùm 3 cái được không gái? Lấy hai đen một màu da đi, Nguyễn Huyền lấy giúp giùm em đi. Ai bán hai cái em lời 6.000 tặng em 3 cái của Nguyễn Huyền nè. 3 cái của Nguyễn Huyền. Ở nhà tôi giống như đa cấp á, cái gì cũng có hết á. À, lấy cái quần. Lấy cái quần ngọc trai, tay em hai đẹp cho chị Ban Mai. Ba cái gì rồi? Ba cái trong rượu. Đâu chi mà ra đường rồi ấy. Rồi em có ba cái con đầm trắng. Đáng lẽ bán cho mấy chị là 150 đó, nhưng mà nó bị dính dơ thiệt. Cho nên bán 100. Nha. Rồi, chốt đầm 100 mấy chị ơi. Vải nhà em coi giảm đẹp lắm luôn á. Rồi 100 đầm này. Còn size gì đây? Đầm 100 nha, còn size dưới 82 kg này. Còn size dưới 82 kg. 72 đến 82 kg, còn size dưới 92 kg. Về giặt giúp em nha. Còn size dưới 92 kg. Còn size dưới 82 kg. Đợi đợi đi gái, đợi đi gái. Hồi chơi đi, ngày nào cũng hồi chơi. Thanh beo. Dưa đầm thanh beo. Dưới 75 kg để ý lên lời nè. Rồi 100.000 của thanh beo. 100.000 của thanh beo nè. Ai? Còn 4 cái nha, 2 cái dưới 82 kg, 72 đến 82 kg và 2 cái 82 đến 92 kg, còn 4 cái. Chốt lệ đi mấy chị. Còn ai chưa có gì kiểu mà. Chốt lệ đi mấy chị. Có rồi, khách cổ cũng hết. Tôi coi cái nào chưa có là biết à. Vô Nguyễn Thu Hiền để đâu chọn tôi dùng ra bên hết anh chị không con ra. Này bán cho mấy chị 1 triệu nè. Đầm trắng. Đầm trắng hết rồi chị Diệu Nhân bao nhiêu ký mà cứ chốt XL. Chị Diệu Nhân có 62 ký mà sao cứ chốt XL hoài đi chị. Không có chốt có XL được đâu. Chị cứ chốt là đưa số ký lên thôi chứ đừng có chốt vậy về. Rộng mặt nó kỳ lắm chị. 70 ký hết rồi, phải từ 72 73 ký trở lên tới 82 83 ký nha. Mỹ Lệ cũng vậy chốt 62 ký size L hết rồi, chị Nguyên Dương 82 ký nè. Chị Nguyên Dương một đầm nè. Đó, 1 triệu mua liền. Qua hốt giùm cái nha. 78 ký nè 100.000. Chết chốt con. Ủa nó hung như chó vậy mấy chị. Không em còn có một con nó để niềm vui cho em. Mấy chị đừng có xin em. Con gì? Con chó. Ủa đâu? Cái gì đây của ai hả? Nguyễn Mỹ Lệ. Nguyễn Mỹ Lệ còn 2 cái dưới 92 kg. Ai chốt giúp em nha. Còn 2 cái dưới 92 kg. Cũng cái tập cắn lưu khô. Tao quýnh hoài không có chịu nghi lời tao. Anh ơi cho em mượn cái chổi anh ơi. Khó chịu quá. Vô. 62 kg con này không có còn chị. Chút nữa chị chốt là chị chốt size L thôi nha, em dặn chị nè. Chị đi shop khác á chị mua
Và chị chốt là bộ đó kèm số phí. Tại vì mỗi một cái xưởng nó sẽ may một cái mẫu khác nhau, nó may một cái size khác nhau. Chị nào size lớn là trúng mánh nè, bán con đầm nè 280 này bán cho mấy chị 100 ngàn. Chưa lên mà. Đầm bi nha mấy chị nha. Đầm bi ôm hai bờ vú. Đầm bi ôm hai bờ vú, con này size 90 kg nè. 80 đến 92 kg đầm bi bán cho mấy chị 100 ngàn đầm bi dây. Con này cũng 80 đến 92 kg mà đầm bi dây. Còn hai con. Còn ba con, 80 đến 92 kg 100 ngàn đầm dây. Bi của Na Nguyễn nè. 100 ngàn của Na Nguyễn. Kìa. Yeah. Ba chữ đó có tiếng lệ đó. Đau không? Đau không? Đau không? Đau không? Đang ăn thu, á lộn. Hoa Lan Hồ 100 ngàn. Hoa Lan Hồ 100 ngàn với đàn ăn thu 100 ngàn. Dạ bi hết 275 kg bán hàng tiêu mà chị. Ê, còn con bi nữa nè, ai? Ai? Hoa Lan Hồ đàn ăn thu. Ngọc Hương Lan Trần hả? Vô đây cái nào chưa? Ba cái hả? Thấy ai à? Hoa Lan Hồ. Đặng Anh Thu, Ngọc Phương Trần đủ không? Hoa Lan Hồ. Sao giống nhau. Rồi còn cái nữa nè. Rồi Ngọc Phương Trần. Dạ dạo này ít vui rồi chị. Chứ là xưa vui dữ lắm. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra cho nên ít vui rồi chị. Mai mốt thân quá trễ cho em. Giờ chưa thân. Nè cái con này từ đầu lai nè. Chị nào chưa chốt kịp đầm đỏ, con này từ đầu lai 150 nè. Lộn. Chị nào chưa chốt kịp đầm đỏ nè, từ đầu lai nè, chốt đi. Có một con nè, dưới 92 kg nha. Ờ nhiêu con này? 150 nghe mấy chị. 150 nghe. Chị Dung My nói vậy em thả điêu chị rồi nha. Chị Dung My thả giờ cho chị kể chị bóc gì đâu coi đâu. Dạ xả điêu chị rồi. Con đầm đỏ này chị không có dừa. Con đầm đỏ này mà dừa là em la lên nãy giờ rồi. Chị không có dừa. Dừa em là em. Trời ơi cái con này không chịu lấy để đi biển nè. Còn không đi biển thì mặc ở nhà, cắt lên mặc ở nhà. Con đầm, con đầm hàng xuất vải đẹp lắm nè mấy chị. Maxi hàng xuất 100 ngàn. Size 60 đến 80 kg không ai lấy tức ha. Đầm đỏ ngực 122 dừa không. Con đó ban mai dừa đó nha. Con này ban mai dừa đó. Ban mai 150 nè. Nè. Tôi thử cái con đầm ngọc trai này lên là mấy chị xỉu nè. Tôi chỉ nói nhẹ nhẹ, tôi thử cái con đầm ngọc trai lên là mấy chị xỉu nè. Nhưng mà đầm này còn size L nhiều, size L với size thầy. Em thử con đầm ngọc trai lên là mấy chị xỉu liền. Có chị Thị Phượng. Nói thiệt với mấy chị á, thử con đầm ngọc trai lên mấy chị xỉu liền. Còn size dưới 72 kg và size dưới 92 kg. Em nói rồi, nó đẹp lắm ha. Maxi để em anh văn văn. Ồ vậy đi. Mấy chị thấy đầm đẹp không? Mấy chị thấy đầm đẹp không? Trời ơi. Xả 160 đầm ngọc trai. Maxi 100 ngàn của anh văn văn. Em giờ em lo sợ đi, đưa cho anh Phúc ảnh ghi bóp cho cái gì mày ôm hết năm nay luôn vậy. Tới đây đầm này em mua rồi đẹp lắm. Trời ơi con đầm này lên phơm quá trời đẹp luôn mấy chị. Đầm này mà không chốt, chốt gì nữa. Chốt giùm em đầm ngọc trai đi mấy chị. Chốt giúp giùm em đầm ngọc trai với. Kiều Ngọc đầm ngọc trai size L anh Phước ghi nè. Kiều Ngọc 160. Đưa bịch bấm gương cho anh Phước. Nè. Nè. Kiều Ngọc 160. Đầm mai cắt cũ mà. Ai nữa mấy chị? Đầm ngọc trai của chị anh Văn Văn. Được đây luôn. Ngọc trai của anh Văn Văn 160. Ai nữa mấy chị ơi? Ai nữa chốt giùm em. Đầm này chị Hương dừa nha chị Hương. Đầm này chị Hương dừa đó. Tại vì nhung cái độ co giãn nó dữ dằn lắm chị ơi. Nhung cái độ co giãn nó đã đời lắm. Cái độ co giãn nó còn hơn cái hàng co giãn kia luôn á chị Hương. Đây nè. Em nói thiệt mà, chị coi cái mình ngang của nó nè. Đó, chị coi cái mình ngang đó nè, thấy không? Đó.
chị Lê Hồng Chi chốt đi lên giùm em số ký nha, em không nhớ. Lấy con này cho chị Hương Nguyễn đi Trâm. Hương Nguyễn sợ hết chưa? Hương Nguyễn 100 gì đó ơi. Hương Nguyễn 100 gì đó ơi. Lê Ngọc Chi lên số ký đi chứ ơi. Chị nào mà dưới 70kg hôm nay có một con đầm xúc mấy chị trúng bánh nha. Nhất là những chị 65kg á, dễ thương không? Rồi, bán con đầm xúc này cho mấy chị 120. Có túi hai bên nữa nha quý vị nha. Có túi hai bên nữa ha. 120 đầm xanh 82kg của Lê Hồng Chi. Lê Hồng Chi 160. Có một con đầm xanh nè. Dạ, đầm xanh của chị Nguyễn Trang Trang 120. Nguyễn Trang Trang rồi giáp 120. Phải con đầm này cho mấy chị với giá 100. Vậy không? Vậy không? Ở sau nè. Đó, nó có hai cái tài hai bên. Chị nào mà vừa con caro này chị đó may mắn. Size dưới 92kg con đầm caro. Em nói thật với mấy chị, con này mặc lên hổng mua đen kiếm tôi. Caro đỏ 100 ngàn, dưới 92kg, dưới 93-94kg cũng vừa. Caro đỏ. Na ơi, Na hốt cái con caro đỏ về ăn Tết nè Na ơi. Chị Ban Mai ơi, Na ơi, Ban Mai ơi, caro của Đặng Anh thôi 100 ngàn. Con này hồi nãy xả cho mấy chị 150 ngàn. Con này hồi nãy xả cho mấy chị 150 ngàn nè. Caro bay có một con nè chị. Hồi này hàng xả nè. Con này cũng dưới 92kg. Cái đầm này thay cái áo dài cũng được nha. Cái đầm này thay cái áo dài. Con Dung hồi nãy xả ra nè. Cái đầm này thay cái áo dài cũng được nha. Để ra đây nè, để ra đây em thử luôn, bán luôn chứ quan trọng biết đồ gì. Con này dưới 92kg. Chốt giùm em là đỏ ngọc trai. Đỏ ngọc trai dưới 92kg. Nguyễn Trang Trang. Con hay ghê, tôi ghi đây, chắc bỏ gì bên này. Nói phần mình nói vậy. Đây là con Dung nè, 75 đến 88kg nè. Con Dung này, xin lỗi mấy chị, con Dung này 80 đến 90kg nè mấy chị. Đỏ ngọc trai 150 của chị Thanh Thảo này. Con Dung này 80 đến 92kg. Chị nào chốt con Dung xanh này thì 140 nha. Chị nào chốt Dung xanh này 140 giúp em ha mấy chị ha. Chốt Dung xanh này giúp em 82 đến 92kg. Chốt Dung xanh. Em nói thiệt nha, con đầm này là em không có sale đâu. Tại vì vậy mấy chị biết sao, còn một con nữa ha. Thúy Ngờ, Thúy Ngờ bữa sau chốt là đầm đỏ ngọc trai thôi, còn gì ghi số nha. Con Dung, chị nào chốt Dung 140, chốt lên giúp em Dung 140. Dung 140 vải co giãn, mê. Ốc Dũng hốt con đầm này nè. Con đầm này size L, dưới 72-73kg. Nhưng mà hồi bữa em phát theo một con đầm trang ngay đây đúng không? Thì nó là cái con này nè. Đó, đây nè. Trời ơi em nói mấy chị đẹp lắm, em có một con này luôn ha. Dâm xanh của Trương Hoàng Minh 140, xin địa chỉ số điện thoại. Con này size 70kg, dưới 70-72kg nha. Con này vải đẹp vô số kể nghe, tròn size L nè. Con này cho em xin phép em bán với giá là 160, 280 bán 160 phải xin phép nha. Rồi 160 của nghe tròn, xin địa chỉ số điện thoại. Đâm body bán luôn 150 đi chứ ngại gì nữa, ô mô ngại gì vết bỏng nữa ha. Khách lấy rồi. Đâm body, đâm body này chị nào khoảng cỡ 95kg, dưới 95kg hút. Đâm body này size 3x nhưng mà cái form hơi nhỏ cho nên dưới 95kg nha. Chị nào 90kg là hút được rồi nè. Chị nào khoảng cỡ 90kg là hút được cái con đầm bẹt vai. Nó bẹt vai như thế này nè mấy chị nha. Rồi xả con bi bẹt vai này cho mấy chị. Xả 160 không xả 150 đâu. Đầm này em còn một bao ở trên lầu rồi mấy chị. Mấy chị ơi, đẹp không?
160 đầm này 80 đến 90 kg đi mấy chị. 80 đến 90 kg ha. 80 đến 90 kg, 160 bi, bi body. Em mời rồi đó mấy chị ơi. Em mời rồi đó. Bi body 80 đến 90 kg. Dạ chị Nga Trần inbox giùm em cái. Lỡ cho xong bớt cái này. Chắc mai lên đầm nữa quá sẵn lỡ rồi. Mai lên đầm xong lên lầu lên đầm cho quý vị luôn á. Rồi đầm body có ai lấy không mấy chị? Đầm đen cổ bi 90kg của Nguyễn Phú Hiền. Chị Hiền về mặt con này đi cưới hơi bị mê luôn. 160 160 ngàn. Đây nữa nè. Toàn hàng khủng không mà mấy chị. Toàn hàng đẹp không. 150 trăm rưỡi cũng tay 99 dưới 92kg. 82 đến 92kg. Em mặc mấy cái con phơm đầm này lên là mấy chị mê lắm. Em nói thiệt luôn. Em nói thiệt là mấy cái con đầm này em ra là mấy chị mê lắm luôn á. Rồi 150 ngàn. 80 đến 90kg. Đó mấy chị. Con này dưới 85kg thôi mấy chị. Em xin tùy với mấy chị là con này 70 đến ta. Con này 70, 73 đến 83kg thôi nha. Con này 73 đến 83kg thôi. 150 ngàn. Chốt giùm em là đầm tay lửng ha. Chị Biên Thùy, ngày mai mình gặp trên lầu đi. Bây giờ em like xong xả cái vàng này một cái ạ. Rồi ngày mai em nghĩ ngày mốt em sẽ like từ đây lên tới lầu 4 cho mấy chị luôn. Có những con áo khoác đẹp lắm. Có những con đầm mặt nhà đẹp lắm nha. Hổm giờ chưa like đầm đúng không. Em xả cái lô đầm cũ xong em về hàng mới. Đầm đen này chị Cát Tường bị rộng lắm. Đầm này chị Trăng Anh bót 150 đi. Không có chị Hồng Ngọc ơi. Nè Burberry hồi nãy còn con nè. Chị nào dưới 90kg chốt con. Chốt con này Baby Doll dưới 92kg. Hỏi mặc thử. Không mặc thử đưa cái đầm lên mấy chị không thấy. Baby Doll 130 ngàn. Hồi nãy xả 130 giờ xả 130 dưới 92kg nha. Chị Hiền lấy con này mặc ở nhà mát lắm nè chị Hiền. Lấy con này ở nhà mặc mát lắm chị. Trăm ba của cô Út. Không có co giãn mà bốn cô Út vô cũng vừa nha. Ai thích sexy, ai thích sexy thì hốt những con đầm body nha. Con này em cũng có. Trời ơi em thích cái mẫu này lắm mấy chị. Cái vải nó đẹp hơn hàng xuất luôn. Chị Trương Ngọc Hoàng đâu phải địa chỉ cũ không? Chị em hỏi chị cho em trả lời em biết địa chỉ nào nha chị. Em nói thiệt với mấy chị. Cái đầm này á, con cái em đang thử là size dưới 92kg nè. Em mê cái con đầm body này lắm nha mấy chị. Đầm body mà rút dây bên hông ha. Con này em xẻ cho mấy chị 140 nè, quá hời luôn. Cái vải em may hai lớp nha mấy chị. Em nói con em đang mặc cái con rộng dưới 92kg. Có rồi. Ha. Đây nè mấy chị, khi mặc lên nó rút nè. Rút lên ha. Đầm này 140. Còn sao gì chưa biết. À mấy chị con này 140. Em like một phút nữa em nghĩ chơi mệt quá. Có size 100kg nè chị Hương ơi. Có size 100kg nha. Ôi tặng chị Hương con này đi. Ai cào nó rất cỡ. Ai cào nó sừ vải. Tặng chị Hương Nguyễn đi. Tặng chị Hương Nguyễn con này đi. Còn dưới 92kg nè. Bán cho mấy chị 100 luôn cho hết đi. Lỡ vỡ xuống rồi. Còn size L nè dưới 72kg. Nè bán 100 cho chị Thanh Thảo Nguyễn nè. Còn hai con, một con hai con size dưới 9 mấy kg và một con size L dưới 72kg. Bán 100 luôn. Bán mấy chị 100 cho hết hàng nha. Cái này cứ kêu lên. Đầm 70kg của hai ta. 100
Về mặt con đầm này là mê cái vải lắm nha. Về mặt con đầm này là mê cái vải lắm. Hai ta nè. Về mặt con đầm rồi đừng có mê đi kiếm em nha. Rồi lên cho mấy chị một mẫu đầm đỏ ăn tết. Nè thấy không? Thấy nó dơ đồ em luôn. Chị nào dưới 82kg tặng con này. Chốt giùm em tặng mà có chia sẻ nha. Có view ở đây và có chia sẻ tặng. Về giặt ra ăn cái có cái đầm ăn tết liền. Đầm này 100kg. Đầm này bán cho mấy chị 100.000. Còn con này tặng. Chị nào 82kg, chị nào dưới 82kg tặng. Con này 100kg nè. Bán 100.000. Tặng của chị Tô Thiến Ân chưa có chia sẻ nè. Tặng của Hồng Yến Ngô Thị nè. Hồng Yến Ngô Thị tặng. Rồi đầm này bán 100.000. Nếu mà về dơ dơ thì giặt giúp em nha. Em đã nói với mấy chị nguyên nhân rồi. Tiếp tục cái dơ nữa nè, cái dơ tặng nè. Cái dơ dưới 92kg tặng. Trầm của Đào Nguyễn nè. Tặng của Ngọc Hương Trần nè, dưới 92kg. Ngọc Hương Trần tặng. Ngọc Hương Trần tặng nè. Ngọc Hương Trần tặng. Đầm đỏ 100kg của chế Đăng Mai. Ngọc Hương Trần tặng. Có cái nào tặng. Anh Huy phụ giùm cái đi anh. Ban Mai 100.000 nè. Ban Mai 100.000. Giờ mới thấy chia sẻ đó chị. Nãy chưa chia sẻ. Con này size 100kg này nè. Con này size 100kg mà dơ. Tặng tiếp chị nào 100kg. Chị nào 100kg tặng tiếp. Có chia sẻ mới tặng nha. Chị nào 100kg mới tặng. Con này size 100kg nè. Chị nào có chia sẻ chốt cho em từ tặng đầm đỏ đi. Lỗ thì chấp nhận lỗ thôi chứ không có ai mà xách cái đồ này đi bán hết trơn. Cái nào bán còn được thì bán ha. Tại do em không bảo quản đồ kỹ thì phải tặng thôi. Con này size 90 tới 100kg. Chị chất đỏ này cho em chưa? Nan Nguyễn có rồi. Tặng của Ban Mai có chia sẻ. Kiểm tra Ban Mai có chia sẻ. Ban Mai mới mua mới 200. Ban Mai có chia sẻ mà. Ban Mai tặng. Vậy Ban Mai mới lấy hả? Mới lấy cái 100. Ban Mai mới lấy cái 100 rồi. Chị đưa cái Ban Mai 100 nó đi tặng cái này đưa cái kia bán. Đưa qua cho chị Mai Huỳnh đây. Đưa cái của Ban Mai, Ban Mai Huỳnh gặp 100.000. Ban Mai sung sướng rồi nè. Cái này tặng của Ban Mai gặp 100.000 của Ban Mai đi. Mấy cái đây còn giặt được. Mấy cái đây giặt được. Size XL, chốt giùm em size XL. Đầm đỏ co. Đầm đỏ 100.000. Em có không? Xanh beo 75kg thôi. Nhà xanh beo 100.000. Ô. Cái này tặng cho xanh beo nha. Nó bị dơ nè, xanh beo về giặt giúp em nha. Rồi tặng xanh beo đi. Thôi hết mẻ này tặng luôn đi. Nè hỏi cho ông tặng. Gì ngã vậy? Rồi thôi xong cái điện thoại. Rồi xong cái điện thoại. Còn mấy chị em còn ở đây không? Còn. Tặng Nan Nguyễn cái đây. Coi thử Nan Nguyễn nó có chia sẻ không vậy? Coi con Nan Nguyễn nó có chia sẻ không? Nan Nguyễn không có chia sẻ rồi tặng, tôi trả lại đi. Tặng mày cái búa đó. Mày bấm cái nút chia sẻ bộ mày chết rồi sao vậy? Tặng Tô Thiến Ân nè. Đồ quỷ à. Chọc chữ không à. Nghe Trần nè. Nãy giờ nghe Trần được tặng gì chưa rồi? Được đây. Không, hết hết thôi, hết sang nghe Trần rồi. Nghe Trần còn không? Ừ. Không biết nữa, coi thử còn sang. Hết sang nghe Trần rồi, cái này bị hư rồi. Cái này bị hư em bỏ nha. À. Cái này còn dưới 90kg rồi mấy chị ơi. Cái này còn dưới 92kg chứ. Nè bỏ cho Mỹ đi. Mỹ giải thích đủ loại hết rồi. À mà đã. Bây giờ em còn có một con bị hư vậy à. Mấy chị có ưng rồi thì em tặng. Còn không ưng thì em bỏ chứ. Tặng rồi về mấy chị nói này nói kia em mắc lòng em buồn lắm. Ha. Nè giờ ai thích cái con 2x90kg nè. Tặng Nguyễn Ngọc Thùy Trang cái đó cũng Nan Nguyễn. Nan Nguyễn. Cái đây Nguyễn Ngọc Thùy Trang tặng Nguyễn Ngọc Thùy Trang nè. Ghi giùm em Nguyễn Ngọc Thùy Trang tặng hay anh. Còn hai con trắng đen.
Con này dưới 90kg nè. Ngọc Kỳ Trang bữa cái bill em gửi rồi nghe Nguyễn Ngọc Kỳ Trang. Con này tặng cho Miu Miu Hân nè. Tặng cho Miu Miu Hân ơi, bà nội cha hư một lọt đầm chết nè. Tặng cho Miu Miu Hân ơi. Mai vô chia sẻ cho em tiếp nha mấy chị. Tiếp tục còn con 90kg nữa nè. Còn con 90kg là tặng cho chị Nguyễn My đi. Tặng chị Nguyễn My thủ đực nè anh. Rồi tặng cho Nguyễn My thủ đực đi. Chết mẹ nhỏ trên đây nè. Đầm ngọc trai. Đầm ngọc trai cúp ngực nha. Xả đầm này cho mấy chị 140. Chốt giùm em ngọc trai 140 đi mấy chị. 140 cúp ngực nè mấy chị ơi. Có dưới 70kg luôn ha. Con này mặc lên dễ thương lắm. Húi quá húi đi. Không dù cái lái vô. Húi. Mua giặt giùm em cái nha mấy chị. Nói luôn cho mấy chị khỏi mặt lòng. Bán 140, 280, bán 140. Không được thấy luôn nó húi quá. Nó bị hai á ha. Về giặt giùm em cái nha chị Cao Liên. Để coi thử còn ít L không ạ. Có size 90kg. Có size dưới 90kg là 75kg. Mà lấy 75kg chị cao nhiều. Có pha dưới 90kg rồi mấy chị. Cái này chị Cao Liên không vừa đâu, 140 của Tuyết Hồng. Còn lại pha dưới 92kg. Chị Phượng cười gì vậy chị Phượng? Ngọc trai còn 2 gì cho chị? Ngọc trai còn 2 gì cho không? Em phải nói tình trạng chứ. Ví dụ bán cái hàng đó không đẹp em cũng phải nói mấy chị nha. Ôi hối thiệt. Còn có làm sao? Còn có pha 2 gì không mà mấy chị ạ? Nãy ai vậy? Tuyết Hồng này, Kiều Ngọc nè. Cái này không tặng được chị. Đồng ngọc trai này còn sai không? Còn sai là nè. Em là rất là mê những cái con phun lê dông này nè. Em là mê mấy con phun lê dông này lắm luôn á. Cái ngọc trai của chị Hoa Lan Hồ nè. Hoa Lan Hồ cái ngọc trai 140 nè. 140 của Hoa Lan Hồ nè. Em mệt muốn chết mẹ. Em muốn bán cho hết hàng để em về hàng mới chị Thị Phượng cho em nghỉ cả năm nay giờ mấy em bán lại. Nè mấy chị nào mà dưới 75kg làm ơn chốt mấy con đầm này giùm tôi đi. Tôi bán cho mấy chị 120 này về giặt giùm tôi một cái. Ui vải thun lê dông đẹp lắm. Mấy con đầm này khỏi mặc áo vú chồng cũng không có thấy nấm vú đâu nha. Có hai con dưới 75kg thôi bán 100.000 cho mấy chị đi. Bán 100.000 đầm rêu đi. 100.000 đầm rêu bỏ bịch hai cái này đi. Hai cái này mấy chị lấy á, vải đẹp lắm. Chút nữa ráng chút nữa. Đầm xanh của Thái Huyền, đầm xanh của Kiều Ngọc rồi hai cái đó mới đọc tên. Đầm xanh của Thái Huyền và đầm xanh của Kiều Ngọc. Tiếp nha. Nói cho ráng về giặt giùm em cái mấy chị tặng quá tặng em chết mẹ luôn á. Coi đầm đẹp nè. Trời ơi. Nói cho về giặt giùm em cái em bán rẻ rẻ cho mấy chị về giặt. Em bán 90.000 cái rẻ rẻ về mặt nha mấy chị. Em bán rẻ rẻ về mặt nè. 90.000. Size L 90.000 size L. Nói chung là 4 cái size L á. Đó. Đây mấy chị. Đầm ngọc trai còn size tới dưới 90kg lượng chị mặc hơi bị rộng. Hơi rộng thì nó sẽ rộng cái nách nó không đẹp. Rộng cái Tuyết Hồng 90.000 để bán cái nói tiếp. 90.000 của Tuyết Hồng là về giặt giùm em cái nha chị Hồng ơi. Nè đưa cái đó cho chị Hồng, đưa cái này chị Hồng, đưa cái đó thôi. Hai cái L hả chứ. Rồi hai cái của chị Tuyết Hồng nè. Ừ bỏ vô đây chị Tuyết Hồng vừa giặt đi. Hai cái L của chị Tuyết Hồng. Hai cái tính chị Tuyết Hồng 100.000 thôi, còn cái kia dính nhiều quá. Em tính chị 100.000 thôi. Em tính chị hai cái 100.000. Tại cái kia dính nhiều quá tặng chị ha. Còn size L thôi ai nữa. Ai 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 nữa mấy chị? Hai ta nè. Hai ta 90.000. Hai ta 90.000 nè. Dưới 70kg nha. Không có 75 đâu.
Dạ sợ về có gì lỡ giặt ra, không nói giặt không ra cái mấy chị la em nữa. Dưới 70 kg, hồng vỏ nè, hồng vỏ 90 ngàn, nó để vô cái góc đây nè mấy chị, để vô cái góc đây nè. Trời ơi không hiểu gì sao, giống như là làm như sao ta, chục đựng có chịch chục cái ra cái nước đáy hay sao á. Bán cho mấy chị con đầm vết size L, bán cho mấy chị con đầm vết size L 90 ngàn luôn, 90 ngàn đầm vết. Hư một loạt đồ luôn. Em có hai đầm đỏ cũng bị trầy sau khi em văng, sau khi em làm dễ lâu rồi chưa biết. 90 ngàn size L vết của Minh Tuệ La. Thấy không, thấy không, thấy không đó mấy chị, thấy không nè, cái dâm nè, cái dâm còn hai cái size L mà ai hỏi tôi còn dâm size L dưới 70 kg không em, hết rồi đó, thấy không, dơ nè. Đó tặng cho chị Tuyết Hồng luôn đi, tặng cho chị Tuyết Hồng luôn đi. Còn con bán 100 ngàn, ai mua mua giùm tôi một cái. Trời ơi con dâm vậy nè, dưới 70 kg, chốt con dâm mới bán 100 ngàn cho lấy tiền lại luôn mấy chị. Chết một cái tính cái cá đó mày, trời ơi anh Tư đã, anh Tư đã bắt được Phương Thảo, Phương Thảo không có giấu thành phố. Còn con đầm bi xáy trên lò nè, à chị nào trúng mánh là đầm bi nãy bán nhiêu mấy chị, 120 hả, đầm bi nãy bán 120 hả, 120 con đầm bi xay dưới 82 kg. Rửa tay đi anh Tư ơi, rửa tay đi anh Tư ơi, nó bị dịch á, nó bị dịch con chuột ấy. Bi của chị Cao Liên 120 nè, mấy chị phải mua cái con đầm này nè, em bán mấy chị 100 thôi nha, mấy chị phải mua. Em là em mê cái con đầm này nhất nè, trên lầu em một mình hai con, mấy chị có tin mà trên lầu em một mình em hai con đầm yếm này không. Mấy chị có tin con đầm yếm này một mình em hai con, tại nó mê á. Chốt giùm em đầm yếm 100 ngàn, vải đẹp lắm, 250, 260 bán 100 ngàn, hình như bánh bắt như con tươi luôn. 100 ngàn size L nè, còn lẻ size hết à, còn lẻ size hết à. Bi này là nhiêu ký không vừa, bi khách lấy là dưới 70 kg nha hả. Cái này dưới, từ từ mấy chị em đo, bi bi đưa cái eo lên này đi, cái eo là cái này mắc sai rồi nè, cái này 90 kg rồi. Cái eo nó chưa xác định được cái eo là cái gì luôn, trời cái này 90 kg. À, yếm 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 đá của, yếm đá của nè, yếm đá cái nhỏ cái lớn vậy, cái nhỏ của chị Hiếu Cà Mau 100 ngàn. Cái yếm này 90 kg nha, cái này 90 kg, để em coi thứ hai cái này còn lại à, dưới 70 kg. Vải này là chị Hiếu Cà Mau thích nữa nè, chỉ còn dưới 70 kg và dưới 90 kg thôi nha. Miêu Miêu Hân 100 ngàn, dưới 90 kg của Miêu Miêu Hân. Nè ơi mày để cục hàng dội gì một cái là tao búng hai trứng giái mày nhân nè. Yếm Ngọc Rosa là nhiêu ký ta? Yếm này của Na Nguyễn nè, Na Nguyễn nè, hết 80 kg hết rồi chị, còn dưới 70 kg đó. Chị Thị Phượng 100 ngàn nè, bé Thị Phượng nãy giờ ngồi cười hoài nè, Thị Phượng 100 ngàn. Còn cái nha, còn cái của chị Phương Thảo luôn. Cảm ơn cuộc đời nha mấy chị nha, phải bán lỗ nhưng mà mua giùm em khỏi lai tới lai lui. Nghỉ mai làm tiếp nha mấy chị, mọi bé rồi nghỉ mà, nghỉ mai chơi tiếp nha mấy chị, nghỉ nghỉ rồi mai chơi tiếp mấy chị ơi. Còn chị coi nè, còn nhiều lắm, đó là em chưa kể trên lầu, còn nhiều lắm mấy chị, trên lầu từ dưới đất lên tới lầu 3 vô phòng ông nội, thấy em không, dạ hết lấy rồi. Ừ ở vậy đi, mai mấy chị, mai à, mai nhưng mà tối
tối hay trưa gì em chưa biết, nhưng mà trong vòng ngày mai ha, chơi tí nữa đi chị, thôi chơi hết nổi chị, ngày 3 ra 7 chơi hết nổi, hết nổi thiệt. Hồi trưa mới chăm cứu xong mấy chị ơi, chị không nổi. Tuy đeo vậy, kiểu gì vậy, mày đi chơi bút gì vậy, đâu đưa lọc đi. Rồi sẵn lên cái caro nhỏ đúng không? Ok. Mang nhỉ. Rồi, caro nhỏ là đầm sơ mi nha. 150 nha, còn rất là ít luôn nha mấy chị. Còn size này là size L là dưới 82 kg nè. 150 nha. Thôi nghỉ đi, mai là chết mai. Vậy chứ hồi em đi cấp cứu á mấy chị, đừng giỡn. Dưới 82 kg nè nha mấy chị, vải co giãn dưới 82 kg. Dạ còn 4 cái dưới 82 kg, chị nào 72 đến 82 kg lấy giúp giùm em 4 con này nha. Dạ không thương đâu chị, tội em tội tày đình lắm. Có quần ngố chị Yên My hiện ngày mai nha. Em lên 4 con này nữa là hết rồi đó mấy chị. 72 đến 82 kg chị Thị Phượng tối mai vô chơi với em nha. Thái Huyền 150 nè. Thái Huyền 150 nè. Bùi Thanh Huyền 150 nè. Bùi Thanh Huyền 150 nè. Còn hai con nha, cái này XL nha. Mai nha mấy chị, để em dành hơi thở mai mốt được kiếm tiền kêu anh Bảy vô like đi chị. Còn cái Thái Huyền nè. Bảy vô like đi vậy. Mai đi chị Yên My ơi, nha anh chị. Em like từ 4 giờ rưỡi chiều tới giờ luôn chị Yên Mai đi chị Yên My. Còn hai con sơ mi nha. Vậy là trưa mai chị lấy đầm phải không? Lúc mấy giờ? Chưa biết nha. Mai đi. Mai đi mấy chị. Thấy con đầm cái đẹp định vớt ra mà sợ ông Phước không đứng không chịu ý. Đó mấy chị. Hello chị nghe đằng đó mấy chị thấy đứng không? Đó. Đó. Mấy chị thấy đứng không? Giờ lại là anh này coi nè, em lấy cái đầm thì em like ổng chửi này nha, mấy chị coi cái mặt ổng nha. Mấy chị coi giùm em cái nét mặt của ổng nha. Thấy nét mặt của cái ổng không mấy chị? Mấy chị thấy nét mặt của ổng không? Hả? Đây. Để cho em like hai con đầm nữa, em nghĩ con size L, con XL, tại vì hai con này đẹp quá, phải lôi xuống like cho bà 180 nha. Chị nghe ơi, hốt con này size L của chị nghe Trần nè. 108, con này XL là dưới 82kg, 108. Đó, còn hai con nè, cái nơ nó nằm ngay đây nè nha. Cái nơ nó nằm ngay đây. Rồi, chốt cho em đi mấy chị. Chốt cho em ha. Kẹo bông gòn size L nè, 108. Giờ giặt một chút nha mấy chị. 108 của chị kẹo bông gòn, còn một con XL. Ai hốt giùm em con này, chị kẹo bông gòn về mặt đi tiệc là hơi bị xinh luôn chị. Ha. Con này mà về chị nào mà size XL là dưới 82kg, con này mà chị nào mà đi tiệc là hơi bị xinh luôn nha mấy chị nha. Đó, hơi bị xinh luôn. Không ai mua cà phê. Nói giỡn cho nghỉ đi, đứng đây đừng nói nữa. Nói giỡn nó thiệt á.